cúng cho vong như như bà vậy nè. Đâu có mượn. Nãy giờ có ăn hưởng gì không? Có. Không mượn sao ăn? Tao hưởng đâu có ăn đâu. Rồi, thôi đi. Rồi, ở đây lâu rồi ha. Có muốn tu không? Tu là gì? Tu về chùa. Tu là gì? Tu là niệm Phật nha nè. Tao không biết. Tu niệm Phật á. Không biết. Niệm Phật đó. Thì bởi vậy bây giờ không biết thì mới tu. Không thích. Không thích à? Vậy thích gì? Không biết. Không biết. Có ăn thì ăn thì hưởng mà lại ghét người ta. Tao hưởng đâu có ăn đâu. Thì hưởng thì cũng của người ta đem tới cho mình hưởng, cái gì ai đâu ghét người ta. Ai biết mày cúng gì? Thích cúng ở đây nè. Ờ, chúng mày thích hơn được không? Rồi thua. Chỗ này của tao, mình vô cúng mà không xin phép tao. Mày xin phép. Có thấy ai đâu xin phép. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Rờm Vlog nha cả nhà. Thì quý ông bà, cô chú hiện giờ ông Rờm đang ngồi ở cái khu vực gần cái nơi mà phát hiện một cái vong của một người phụ nữ mang thai đó cả nhà. Thì quý ông bà, cô chú ơi, thì hôm nay thì ông Rờm lại tiếp tục trở lại khu vực này vì ở lần trước đó thì Nguyên Rờm vẫn chưa giao tiếp được với vong của cô. Vì cô xuất hiện nhưng mà khi mà đối diện với lại Nguyên Rờm á thì Nguyên Rờm cũng chưa kịp hỏi gì thì cô đã biến mất rồi cả nhà. Đó, thật sự thì mình cũng rất là tiếc. Đó, thì cái vong này mình nghĩ cũng dạng cũng hiền lành cả nhà, nhưng mà đặc biệt là đang sợ mình hay gì đó, cho nên là xuất hiện bất thình lình và biến mất cũng vậy luôn. Đó, cho nên là mình cố gắng tiếp cận để có thể giao tiếp được với vong. Thì hôm nay nếu mà có cơ duyên, nói chung thì khi mà Nguyên Rờm có gặp được cô nữa thì Nguyên Rờm trước tiên Nguyên Rờm sẽ tiến hành và khai khẩu cho cô để cho cô có thể nói chuyện được nha quý ông bà cô chú. Vì Nguyên Rờm không biết là cái vong của cô từ đâu đến đây. Khi mà mình hỏi về cái vong mà mang thai đó thì mình hỏi những người dân xung quanh ở đây thì họ nói những cái ngôi mộ bên trong thì không có cái ngôi mộ nào mà có người phụ nữ có thai hết. Đó, cho nên là Nguyên Rờm dám chắc một điều là cái vong này tự nó khác đến. Đó, thì bây giờ Nguyên Rờm xin mời quý ông bà cô chú mình cùng Nguyên Rờm vào bên trong xem hôm nay Nguyên Rờm có gặp được cái vong của cô nữa hay không nha cả nhà. Ok cả nhà ơi, thì Nguyên Rờm xin mời quý ông bà cô chú và các bạn cùng Nguyên Rờm tiến vào bên trong nha. Thì hôm nay thì cũng như lần trước thôi, thì Nguyên Rờm từ ở đầu ngoài này đi vào. Nhưng mà đặc biệt hôm nay thì khi mà mình vào bên trong này thì chờ cũng đang giận dữ, sấm chớp quá chừng cả nhà. Đó, thì cái hướng này nè, hướng này là, đó cả nhà thấy không? Thì không biết là có mưa hay không, nếu mà có mưa cái là như chuột lọt luôn cả nhà. Vì cái thời tiết hiện bây giờ là cũng hay, rất là hay mưa. Mà này cả nhà coi nè. Bù hống vậy quá chừng luôn cả nhà. Thì vừa trong cái thời gian vừa qua đó quý ông bà cô chú, như cái kênh của Nguyên Rờm không biết là bị cái vấn đề gì đó mà không có kiểu cái lượt xem đó cả nhà, bị sụt giảm rất là nhiều luôn. Thì trong khi mà Nguyên Rờm làm clip đó thì nếu mà có lỡ lờ hay là có lỗi gì đó thì cũng rất là mong quý ông bà cô chú mình thông cảm và xem ủng hộ cho Nguyên Rờm nha cả nhà. Vì đôi khi thì Nguyên Rờm cũng không biết là mình có làm phật lòng ai không. Đó, cho nên là cũng rất là mong quý ông bà cô chú hãy bỏ qua cho Nguyên Rờm nha. Thì cũng xin quý ông bà cô chú hãy xem và ủng hộ cho Nguyên Rờm để cho Nguyên Rờm có động lực và đi quay những cái nơi mà nói chung là hấp dẫn hơn và giúp đỡ những cái phong linh nhiều hơn nha cả nhà. Đó, chứ hiện bây giờ mà cái lượt xem, cái lượt view đó nó sụt giảm rất là nhiều luôn. Một ngày như vậy là Nguyên Rờm chỉ được có mấy trăm lượt xem. Quý ông bà cô chú có biết không, 1000 lượt xem là
Được khoảng 20.000, 23.000 tiền Việt Nam đồng đó cả nhà. Nhưng mà một ngày như vậy, một cái clip như vậy mà Nguyên Đồm chỉ được có mấy trăm lượt xem là không không được 20.000 nữa cả nhà. Nói thật sự thì vừa qua thì cái lượng view như vậy là Nguyên Đồm không có đủ sống luôn. Đó, cho nên là đôi khi quý ông bà cô chú thấy thì quý ông bà cô chú hiện bây giờ thì Nguyên Đồm không thấy vong cả nhà. Thì ở trên kênh của Nguyên Đồm có một số cô chú anh chị coi như cũng comment là nói với lại Nguyên Đồm là cái cây bồ đề này cả nhà. Đó thì nếu mà cây bồ đề thường thường thì không có ai trồng hết đó, chứ trồng nếu mà trồng cây bồ đề phải trồng ở miếu hoặc chùa gì đó, chứ không ai trồng ở những cái ngôi mộ, vì cây bồ đề là cái nơi mà tích tụ cái linh khí cả nhà. Thì quý ông bà cũng biết là cái sự tích của Phật Thích Ca mình, thì Phật Thích Ca cũng đã tịnh tu ở dưới gốc bồ đề đó. Cái cây bồ đề là nó mang ý nghĩa tâm linh, cho nên là hầu như là ai cũng đôi khi trong chùa hoặc miếu người ta mới có trồng, nhưng mà mình không biết sao lại ở đây lại có một cây, không biết người ta trồng hay là do nó mọc cả nhà. Đôi khi thì nó mọc thì người ta cũng vẫn để luôn, cho người ta cũng không dám ấy nữa cả nhà. Thì vừa trong thời gian vừa qua thì kênh cũng Đồm rất là tệ luôn cả nhà. Thì như vậy thì cái cuộc sống của mình không có nói chung là bị thiếu thốn một lên một xuống đó. Cho nên là Nguyên Đồm cũng xin chân thành nói chung là cũng xin quý ông bà cô chú mình hãy xem và ủng hộ kênh của Nguyên Đồm để cho Nguyên Đồm có động lực đây cả nhà. Vì hiện bây giờ thì cái kênh này là cái nguồn thu nhập chính của Nguyên Đồm đó, mà Nguyên Đồm lượt xem như thế này thì thật sự là đói luôn quý cô chú anh chị ạ. Thì trước đây thì mình cũng đã đi làm thiện nguyện, nói chung là không biết có phải là vì Nguyên Đồm làm thiện nguyện đó hay không, rồi do quý ông bà cô chú mình thấy Nguyên Đồm làm thiện nguyện rồi cái không có còn quay phim ma nữa, thì quý ông bà nghĩ là Nguyên Đồm sẽ không quay phim ma nữa nên quý ông bà cô chú mình không có xem đó. Thì nói chung thì quý ông bà cô chú cũng đã biết thì trên kênh của Nguyên Đồm thì Nguyên Đồm chỉ lâu lâu đôi khi thì có cái chuyện gì đó cho nên mình mới làm thiện nguyện đó, cũng như thời gian vừa qua thì mình đi phát nước đó, thì cũng do là cái nạn bị nhiễm mặn ở tỉnh Bến Tre đó, thì mình cũng nói chung cũng thương bà con ở đó rồi mình mới đi làm thiện nguyện để giúp đỡ cho bà con ở đó cả nhà. Thì cũng như quý ông bà cô chú mình cũng vậy, thì khi mà quý ông bà cô chú mình xem ở trên kênh và ủng hộ chung Đồm, chung Đồm chắc là cảm ơn đó. Thì quý ông bà cô chú hôm nay thì Nguyên Đồm cũng đã đi vào tới trong ngày luôn, nhưng mà vẫn chưa thấy cái vong của cái cô này nha cả nhà. Thì ở lần trước cũng vậy, đây cả nhà. Thì ở lần trước đó, mình cũng vậy cả nhà, khi mình vào đây, vào luôn trong ngày luôn thì không thấy, khi mình quay ra cũng vậy. Đây để mình đi xích đây. Ồ thì cô này cô đang ngoắt mình đó cả nhà. Ủa này, cũng dí mình nè các bạn. Mắc nữa. Cô ơi, con nè. Con vô đây cúng mà. Con vô đây cúng giúp cho cô á. Đứng ngoắt mình đấy nha.
Cô ơi. Cái cù này bữa nay cũng dí mình đi cả nhà. Mình cô ơi đừng dí nữa, con vô đây con cúng giúp cô mà. Cô ơi. Ừ, mưa luôn à, mưa luôn cả nhà. Cái đồ hết thấy à. Rồi quý ông bà cô chú à, giờ mới đi vô đây, mới vô đây một chút xíu bị trời mưa rồi nè cả nhà. Không biết sao đây. Nếu mà trời mưa là chắc có lẽ mình không quay được vì sợ ướt máy móc điện thoại rồi nè cả nhà. Wow, trời mưa. Trời mưa nhưng mà mình bị chặn ở đây nè cả nhà. Bị cô chặn ở đây nè. Chặn luôn rồi, huyết bà cô chú à. Cái đồ à. Oh, đừng có mưa ông ơi. Giờ này ông mưa rồi con hết. Hết quay luôn. Rồi luôn rồi, quý ông bà cô chú à. Mua quá trời luôn. Nó thấy à. Ok cả nhà, thì hiện giờ chờ mưa quá chắc có lẽ Nguyên Rồm xin phép tạm ngưng cả nhà. Để khi nào tạnh mưa đó thì Nguyên Rồm sẽ đặt cam và Nguyên Rồm cúng nha quý ông bà cô chú. Ok cả nhà, thì khi nãy bị mưa cả nhà, cho nên mình cũng đã trú mưa hết một chút rồi. Đó thì mình tạnh hẳn thì mình mới quay lại và mình đặt cam nha quý ông bà cô chú. Thì nãy thì cái vòng của cái cô này á dí mình quá chừng cả nhà. Ok cả nhà, thì Nguyên Rồm cũng đã cúng kiến xong rồi cả nhà. Thì bây giờ Nguyên Rồm xin phép tạm lánh mặt nha cả nhà. Thì mình nếu mà gặp được cô, mình sẽ giao tiếp với cô thử coi. Không hiểu vì sao tự ên cô dí mình quá chừng. Đó. Mình xin phép để cái mic đây đi. Xem coi cái mic có thu được tiếng gì không.
Mô A Di Đà Phật. Chào Vong nha. Ồ, Vong mới nói chuyện được ha. Thì không biết là Vong năm nay nhiêu tuổi rồi? 77 tuổi. 77 tuổi, 77 tuổi còn chạy lẹ vậy? Vậy là ở lần trước con thấy là con tưởng là có bầu, có bầu không? Không hả? Tên gì? Bành Thị Hai. Bành Thị Hai à? Vậy mồ mả ở đâu? Không biết. Không biết luôn. Chứ không phải ở đây hả? Không. Ủa, tới đây lâu chưa? Lâu rồi. Ở đây lâu ha. Rồi sao mà giết con dữ vậy? Tại thấy mà thấy ghét. Thấy con ghét hả? Ừ. Con làm gì đâu ghét. Đó, ta vô quay quay. Đã con đi quay con cúng mà. Cúng cho Vong mà. Cúng cho Vong như bà vậy nè. Đâu có mượn. Nãy giờ có ăn hưởng gì không? Có. Không mượn sao ăn? Ta hưởng đâu có ăn đâu. Rồi, thôi đi. Rồi, ở đây lâu rồi ha. Có muốn tu không? Tu là gì? Tu về chùa không? Tu là gì? Tu là niệm Phật như nè. Ta không biết. Thì tu niệm Phật á. Không biết. Niệm Phật hả? Thì bởi vậy bây giờ không biết thì mới tu. Không thích. Không thích à? Vậy thích gì? Không biết. Không biết. Có ăn thì ăn thì hưởng mà lại ghét người ta. Không hưởng đâu có ăn đâu. Thì hưởng thì cũng của người ta đem tới cho mình hưởng, cái gì đâu ai ghét người cúng, ta. Ai cúng chi? Thích cúng ở đây nè. Ờ cúng thích hưởng được không? Rồi thua. Chẳng là của tao vô cúng mà em xin phép tao mai. Xin phép. Có thấy ai đâu xin phép. Rồi giờ khi mà gặp được bà thì con mới biết chứ vô đây thấy có ai đâu. Giữa đồng không bông quạnh này có ai đâu. Thì có những cái vong như bà mới có ở thôi. Bây giờ là chú ngủ ở đâu? Ở đây chứ đâu. Em không hỏi bị ngu hả? Ý là con hỏi là đang ở đâu á? Ở đây chứ đâu. Ở đây nhưng mà ở cái chỗ nào? Được. Tại thấy xuất hiện trong cái gốc cây này chú trong đó là gì? Ừ, đúng rồi đó. Sao hỏi không biết? Thích, giờ chắc có lẽ là bà không có muốn đi đâu hết hả? À. Siêu thoát ha? Không. Siêu thoát là gì? Siêu thoát là để là đầu thai kiếp khác á. À, sao không hiểu? Đầu thai thành kiếp khác. Kiếp là gì? Đầu thai thành kiếp người mới. Không thì đầu thai thành em bé vậy nè. Em bé người ta ẩm trên tay đó. Giờ bà không hiểu giải thích bà cũng không hiểu luôn. Chịu không? Chịu siêu thoát không? Không. Nè. Đừng có dí nữa nghe. Không xui. Con vô đây cúng cho ăn cho no. Không xui. Không xui. Tôi xử liền đó. Thì quý ông bà cô chú à, thì vong linh cũng đã biến mất rồi quý ông bà cô chú. Thì coi như thì hôm nay thì Nguyên Gòm cũng đã giao tiếp được với cái vong của cái cụ này. Thì ở lần trước là Nguyên Gòm hiểu lầm là cái vong thấy cái bụng to to, mình nghĩ là có bầu. Nhưng mà thật sự thì không phải, cái cụ này đã lớn tuổi rồi cả nhà. Đó. Thì quý ông bà cô chú à, thì đến đây thì Nguyên Gòm cũng xin khép video lại. Thì quý ông bà cô chú mình có yêu quý kênh của Nguyên Gòm thì xin quý ông bà cô chú mình hãy đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất của Nguyên Gòm nha cả nhà. Bye bye cả nhà.